hay hay không là về nhà anh chơi không? Mày định làm gì tao? Hôm nào hay là hôm nay? Hôm nay luôn cũng được, rồi mà em tiện qua nhà anh. Nhưng mà em và anh vừa gặp nhau mà tự dưng về nhà anh thì em ngại lắm, em sợ lắm. Hello mọi người, thì hôm nay Hà sẽ tiếp tục chơi đi tán gia nha mọi người nha. Nhưng mà trước khi vào video thì mấy ông nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tôi nha. Ok, giờ mình sẽ đi tia xem là có anh nào đẹp trai, ngon trai không để mình sẽ lại để mình làm quen này, thả thính này để xem các anh có dễ dãi không nha mọi người nhá. Tối đầy đông trai lắm mọi người. Mình sẽ tia lượn vài vòng, mình đã tia được có một anh ngồi ở cái chỗ. Anh có đây một mình à? Đang đợi bạn. Em có đây được không? Qua đón. Được em. Anh đang ngồi đây. Anh định đi đâu à? Qua nhà bạn chơi. Anh hay là anh đi cùng em đi. Ôi trời ơi. Đi đi cùng em đến nhà bạn anh ấy. Hay là về nhà em? Thì em là chở anh qua nhà bạn anh ạ. Vâng. Thôi từ từ, em vừa gặp anh em đùa anh tí gì mà anh căng thẳng thế. Anh tên là gì nhỉ? Em tên Thắng. Em tên Hà. Anh sinh năm bao nhiêu? Anh 98. Em sinh năm 2002. 2002 rồi. Nhưng mà sao anh ngồi một mình ở đây anh không sợ bắt cóc à? Em bắt cóc rồi ạ. Tại nhìn anh đẹp trai này, anh ngồi đây người ta bắt cóc anh ấy. Em nhìn em muốn bắt cóc anh ngồi. Mà anh bỏ khẩu trang nói chuyện với em đi. Bỏ khẩu trang bây giờ đang dịch này, bỏ khẩu trang công an bắt sao? Không, tại em nhìn em muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của anh ấy. Vậy à? Em có nghi yêu chưa? Em chưa. Em đang đi tìm kiếm người yêu mà tự dưng em đi đến đây, thế là xe em bị dừng lại luôn. Ôi trời ơi, em bị dừng lại luôn à? Vâng, chắc là tại dính tình yêu sét đánh. Tại đến đây cái xe bị dính bánh luôn, không đi được nữa, thế là em phải về đây em làm quen anh. Có thể gu người yêu em như là ngoại tại thì tại gu em là anh ấy, cho nên là em đến đây cái là em không đi được nữa. Bây giờ mà muốn em đi thì em phải dẫn theo anh. Anh đang chờ bạn qua để đi chơi mà. Anh ngồi đây chờ bạn lâu chưa? Ngồi được 15 phút rồi. 15 phút rồi á? Khá lâu rồi. Hay là anh đi nhà bạn anh ở đâu thì em đưa anh đi luôn. Đi bên F209 rồi. Nhưng mà hay là anh lên xe em để em đưa anh đi luôn nhá. Có tiện cho em. Cứ là anh thì là luôn luôn tiện. Anh không chỉ tiện mà anh luôn luôn là sự ưu tiên hàng đầu với em. Anh lên xe em đưa anh đi luôn nhá. Ngồi đây như này nửa đêm ngồi đây nó em sợ ai bắt mất anh thì em lại không có cơ hội ấy. anh đừng nhìn em mà ánh mắt đấy, tí nữa em đen xì đấy. Sao lại đen xì? Tại em bị chết cho ánh mắt. Giờ mình lên xe nhá. Anh ở lại nói chuyện với em một lúc được không? Được. Tại sao em lại làm quen anh? Thì em thấy anh đẹp trai mà lại còn kiểu đúng gu em ý. Cho nên là em bị trúng đến xét ái tình. Em xinh thế này mà không có ai yêu à? Em kiểu là em không tìm được người phù hợp ý. Mà đến hôm nay tự dưng đi thế nào mà em lại gặp anh ấy, thì em thấy kiểu là anh kiểu sinh ra để dành cho em rồi.
Em ra em làm quen anh thôi. Công việc em hiện tại đang làm gì? Hiện tại em đang làm spa. Em làm chủ spa. Ở quê em ở đâu? Em gốc Hà Nội luôn. Mà anh đến đây lâu chưa? Anh đến đây khá lâu rồi, được gần năm rồi. Năm rồi á? Em mới chuyển sang đây một thời gian rồi, chắc anh ở đây gần năm rồi, anh cũng nhiều bạn lắm nhỉ? Không, anh có vài bạn thân thôi. Thế anh có bạn gái không? Anh không. Em tưởng anh có bạn gái rồi thì em đã có cơ hội ấy. Chưa có. Mà cái xe này là xe của em luôn. Vâng, xe này là xe của em ạ. Tại hôm nay kiểu đi dạo để cho nó hơi khỏa lấy xe ra đi dạo. Dịch thì không đi được đâu ấy, hôm nay mới đi được, nên là đi vài vòng thì lại gặp anh. Thế anh ngồi một mình nên là em mới ra em bắt chuyện thôi. Em không định làm gì anh đâu, mà anh nói chuyện với em anh cứ sợ nè né em. Thế em nằm spa tháng kiếm bao nhiêu tiền? Spa của em thì thời gian dịch này cũng tầm khoảng, nó không còn nhiều khách, còn bình thường thì sẽ tầm 50 đến 100 triệu một tháng. Với lại là em ở xa bố mẹ, em tự lập lâu rồi cho nên là em cũng kiểu là có khoản thu nhập nó ổn định ý, thì mới có thể tự sinh hoạt được ý. Mà anh hiện tại anh đang làm gì nhỉ? Anh đang làm nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng à? Thế chắc cũng công việc cũng vất chứ nhỉ? Vất vả rồi. Ngày đi làm cả ngày luôn. Mà anh đẹp trai này sao anh không yêu ai? Anh chưa tìm người được người phù hợp với anh. Thế thì chưa gặp phải gu ấy. Thế thì anh thấy em có phù hợp với anh không? Gần giống gu anh rồi. Gần giống thì em còn thiếu điểm gì nữa mà chưa giống? Em hỏi bí anh đấy. Mà anh hiện tại anh đi làm một văn phòng như thế cũng vất vả ấy, hay là anh đổi nghề đi? Em muốn anh đổi sang nghề gì? Thì anh không làm nhân viên văn phòng nữa, anh làm người yêu em. Thật vậy luôn? Vâng, anh làm người yêu em thì anh đỡ vất vả hơn. Với lại là em nuôi anh. Ôi trời ơi. Em nuôi anh luôn? Vâng, em nuôi anh. Em một tháng nuôi anh được bao nhiêu? Anh muốn mức lương bao nhiêu anh để ra chỉ tiêu của anh à? Anh muốn là mức lương bao nhiêu? 50 triệu. Ô cái thằng thịt mẹ đã già lại còn dê hả? 50 triệu hả? Ô, cơ bản. Cơ bản luôn á? Nếu mà anh thích là được. Bố mẹ em ở bên nước ngoài mà, cho nên là em xin tiền bố mẹ cũng dễ lắm. Hay hôm nào em về nhà anh chơi không? Mày định làm gì tao? Về nhà anh chơi. Hôm nào hay là hôm nay? Hôm nay luôn cũng được, với mà em tiện. Qua nhà anh. Nhưng mà em và anh vừa gặp nhau mà tự dưng về nhà anh thì em ngại lắm. Em sợ lắm. Biết ui sợ quá, sợ quá. Em sợ. Hôm nay em làm người yêu anh luôn. Đi vào đây. Trời sợ. Tại mình chưa là gì của nhau ấy, mà tự dưng về nhà anh em cũng ngại ấy. Thì bây giờ làm người yêu anh. Làm người yêu anh. Coi như hôm nay làm người yêu anh sợ anh mời em về, mời em về ăn tối với anh. À, bây giờ chịu lộ mặt rồi đó hả? Một không gian riêng ấy. Nhưng mà có mỗi hai đứa. Anh ở nhà một mình à? Anh ở một mình mà. Nhưng mà có mỗi hai đứa em sợ. Em sợ ngại em con gái ấy. Em... Nhớ anh làm gì em thì sao? Làm gì là làm gì. Mà... Nhưng mà lần đầu gặp em
em phải giữ giá tí, em sao em về nhà anh được luôn. Em làm người yêu anh luôn. Anh quê đâu nhỉ? Quê ở Hà Lan. Hà Nam á? Hà Nam dài, Hà Nam khôn. Vừa gặp đã rủ gái người ta về nhà rồi. Bây giờ về nhà anh nhé, nói chuyện cho riêng tư. Hay là như này nhá, bây giờ như này, bây giờ về nhà em đi. Nhà em cũng ở nhà một mình mà. Bây giờ về nhà em, về nhà em xong là về nhà em cũng riêng tư mà, nhà em cũng thoải mái nữa. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau hay làm gì cũng thoải mái. Thế bây giờ về nhà em nhá. Đến nơi rồi anh ơi. Em đi cất xe à? Vâng, anh xuống đi để em đi cất xe nhà bên này. Em đi cất xe anh. Em hết hứng với anh rồi. Em không thích anh nữa. Ông nghĩ gì buổi đầu tiên gặp con gái nhà người ta, rủ con gái nhà người ta về nhà cho riêng tư, đã thế lại còn làm người yêu. Tháng 50 triệu, ông nghĩ gì đây, ông mơ à? Thế nhá, thế đứng rồi.